nhược điểm của em là em rất là sexy khi ở nhà. Em ngủ thì em cứ hay xoay lung tung ạ. Em đạp đâu được thì em cứ đạp ạ. Em tên là Nguyễn Hoàng Khương, năm nay em 25 tuổi. Em là đầu bếp. Hoàng Khương, đầu bếp, 25 tuổi. Có vấn đề để nói đây. Cũng đẹp mà đó, cũng đẹp mà sao đâu đâu. Cũng đẹp, có Huyền Linh là không đẹp. Mời bạn gái của chúng ta bước ra sân khấu. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thúy Hằng, em 26 tuổi. Em đang làm nhân viên kiểm soát chất lượng cho công ty Diageo. Nãy giờ anh Quỳ Linh với chị Cát Tường đang bàn cái việc là tình yêu đến từ đâu. Anh có nói rằng tình yêu đôi khi đến từ cái dạ dày, những cái món ăn nó sẽ giúp cho tình yêu thăng hoa hơn. Theo bạn nữ như vậy có đúng hay sai? Dạ đồng ý là cũng phải đến từ cái dạ dày. Có nghĩa là người nữ của mình á, thì cũng phải biết nấu ăn, phải biết tài gia nội trợ. Nhưng mà riêng bản thân em thì em hướng tới cái mẫu hình là người phụ nữ hiện đại. Đặc biệt là về vấn đề gọi là cái lực điện từ giữa mình và bạn trai của mình nữa chị. Có nghĩa là nó phải có một cái sự đồng điệu. Khi mà mình thấy anh ấy mình có cái luồng điện mình chạy rần rần á chị. Bạn nói cụ thể là luồng điện. Cái anh đó thì ảnh cũng phải biết cách để làm cho mình vui vẻ chẳng hạn đó chị. Hấp dẫn quá. Ý bạn đó nói bạn nghĩ sao? Cô gái này sẽ là một cô gái rất là thú vị nếu mà tìm hiểu. Tại vì hầu như là nãy giờ là bạn ấy nói đúng theo quan niệm của em luôn. Em cũng vậy luôn hả? Bạn có thể giới thiệu sơ về mình, về ưu điểm, về nhược điểm. Cái ưu điểm của em là em rất rõ ràng trong mọi thứ, dễ nắm bắt tình cảm, tâm lý của đối phương. Về cái nhược điểm của em thì ngại quá, nhưng mà thôi cũng phải nói thôi. Tại vì cái nhược điểm của em là em rất là sexy khi ở nhà. Em ngủ thì em cứ hay xoay lung tung ạ. Em đạp đâu được thì em cứ đạp ạ. Bạn Nam thấy sao bạn? Ok, đã là... người phụ nữ hiện đại thì phải như vậy thôi. Ok, okay. Khi mà em coi một cái clip hoặc là một cuốn phim mà cảm động á chị, thì em khóc sướt mướt cả ngày á chị. Không ai dỗ em nín được đâu chị. Nói chung là mình cứ buồn cả ngày vậy đó. Rồi em tự làm cho em vui rồi. Em làm gì cho em vui? Dạ thì chẳng hạn như là em tự đứng hát một mình trong gương vậy đó chị. Hát hay? Hát hay không bằng hay hát hả chị? Rồi em hát thử. Em đứng lên được không chị? Khoe, đứng lên. Body sexy. I love you, you love me. We were happy family with the red beet heart and the kiss from me to you. Won't you say you love me too? Bạn nói chung là tôi tò mò, tôi mở cửa tôi coi liền á. Em cũng vậy. Bạn làm bếp ở lâu chưa? Khoảng được 5 năm. 5 năm rồi. Tại sao đàn ông mà mình thích đi làm bếp là sao bạn? Dạ tại vì không ai nấu cho mình ăn thì mình phải tự nấu cho mình ăn, rồi nếu cuối cùng là nấu cho người khác ăn luôn. Bắt đầu vô mình nghĩ ra một cái món, xong sau đó cho mọi người ăn. Em cứ tưởng tượng giống như con chuột thí nghiệm vậy đó. Cái nó không có chuyện gì xảy ra mà còn cười là hay vui. Thôi được rồi. Trời ơi, lần đầu tiên tôi mới nghe một đầu bếp xem người ăn như là thí nghiệm vậy. Nhưng mà rất là may cho em là khen nhiều, còn chưa có ai phải có vấn đề gì thì chắc nay tôi không gặp bạn ngồi đây đâu. Dạ. Bạn có nghĩ rằng bạn là đầu bếp thì nữa sau này vợ của bạn sẽ làm biến, không có nấu, bạn toàn nấu cho vợ ăn không không? Không, em không thể nào mà làm một ngày 8 tiếng về rồi lại nhảy vô một cái bếp khác được nữa. Có thể là người phụ nữ của em không giỏi nấu ăn, nhưng mà thích nấu ăn. Người em sẽ chỉ cô ấy, hướng dẫn cho ấy, như vậy rất là vui. Thôi cũng sao đâu, cổ cũng coi em vật thí nghiệm thôi. Chấp nhận à? Bạn biết nấu ăn không? Dạ, em thì nấu ăn thì cũng tạm tạm chị. Dạ, bạn trai của em hồi xưa là đầu bếp người Ấn hả chị? Cũng đầu bếp luôn? Dạ, đúng. Có gì đầu bếp dữ? Dạ. Rồi bao nhiêu lâu rồi mình không có bạn trai? Gần 2 năm. Gần 2 năm? Dạ. Bây giờ bạn mong muốn người bạn trai của mình là một người như thế nào? Nói chung là chăm lo cho gia đình tốt, không hút thuốc, không cờ bạc. Dạ, về ngoại hình thì em thích bạn trai em mũm mĩm xíu chị. Mũm mĩm là sao? Dạ, có cái bụng đặng em ôm cho dễ. Thích có cái bụng? Dạ. Mà thường mấy anh đầu bếp là thường hay bụng bự lắm. Hửi hửi đồ ăn riết là mập đúng không? Dạ. Bên mệnh chắc là cũng mập á, lát tôi qua tôi coi thử. Dạ, với lại cao cũng 1m69 trở lên. Sao không bảy đại đi rồi tự nhiên số 9 là... Dạ, số 9 cho đẹp chị. Bạn cao mét nhiêu? Dạ em chỉ cao 1m50 thôi chị. Em cần mẫu bạn trai cao cao vậy để sinh con ra cho nó cũng cao luôn. Bạn ơi, bạn hạ xuống đường chút xíu chiều cao mà. Cao nhiêu? Em cao có 65 à.
cũng được à. Không, mà bảo đảm chắc con cao á. Nãy giờ mình cảm nhận mà người con gái bên kia có thu hút được bạn không? Dạ, trước tiên là cái giọng nói của bạn ấy là thấy rất là dễ thương. Ừ. Em thấy điện ở đây nó truyền nhẹ nhẹ qua đây. Có rồi đó hả? Dạ, nó hơi nhẹ nhẹ qua tứ. Anh thích người bạn gái như thế nào? Thì cũng tròn tròn, có da có thịt xíu. Nói thẳng qua thì hơi sexy tí. Không quá cao. Em cao quá rồi. Em không thích bạn gái quá cao. Ừ. Bạn cao lắm rồi. Là cao lắm. Trên em dài bạn. Đảm đang một tí. Với lại biết quan tâm người khác. Không thích người bạn gái gì? Vậy như là cái gì cũng sợ trời nắng, trời mưa, rồi sống vô tâm, không lễ phép, đòi hỏi quá nhiều. Bây giờ thử qua bên đây xem, nhưng mà trước khi qua hỏi thì nếu như ta hợp nhau thì khoảng bao lâu mình tiến tới hôn nhân? 3 năm. 3 năm. Bạn có nhà riêng chưa? Dạ, chung ba má. Ba má với em trai. Có hai anh em thôi đúng không? Dạ. Thôi vậy cũng không sao đúng không? Dạ, em chào mình Linh. Hey, chào bạn. Bây giờ nghe tiếng nói rồi cũng mong gặp bạn ha. Dạ. Bạn thấy rất là xinh. Dạ, đúng là anh. Một phụ nữ hiện đại. Dạ. Chàng ở đây cũng hiện đại ha. Dạ. Hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ nhau. Dạ. Anh hy vọng rằng ảnh sẽ làm em sung sướng. Em hy vọng gì đó. Hay da, không biết bên kia có tròn tròn không nha. Dạ. Phải không? Em thích cái bụng mới quay, chị coi thử. Do. Chị kiểm duyệt giùm em cái bụng. Mà chị cũng không hiểu sao thật, bữa giờ chị làm mai cho nhiều người là đa số là người ta thích đàn ông là không có bụng bự. Em lại thích người có bụng là sao? Dạ, tại vì tối em ôm cho dễ chị. Tại em thích nhõng nhõng nhẽo, em thích nũng nịu vậy đó. Ngu ngộ ghê vậy đó. Đây, chào chị Cát Tường. Wow, chắc hợp á nha. Cầm nhọn vừa lai, cầm như có đụng cầm vậy đó. Thích điều gì nhất ở người phụ nữ? Họ là phụ nữ. Ghét điều gì nhất ở người phụ nữ? Là họ không phải là phụ nữ. Cái duyên này nó mập mờ vậy, cái gần vô duyên đó nha. Bạn có hay hút thuốc hay uống rượu bia hay cờ bạc gì không? Cờ bạc không, rượu bia thì bị dị ứng. Còn hút thuốc là nếu mà bạn bấm chuông mà trở thành người yêu của mình thì sẽ không bao giờ thấy mình hút. Vậy là rất là good. Quà đi khoan nó. À quên. Điện nó qua nó đực tê hết rồi. Quà quỳ xuống cầu hôn luôn coi. À, mình có một món quà tặng bạn. Nó có thể là khá là hợp với bạn. Ok, cảm ơn bạn. Bạn có thích đi du lịch không? Thích chứ, mình thích đi phượt. Nhiều khi mình chỉ muốn chở người yêu đi dạo một vòng thành phố hoặc là đi thưởng thức. Thì bạn có từng thưởng thức phố này vào lúc hơi khuya tí? Thưởng thức là thưởng thức không khí là dạ, thưởng thức không khí và những cái gì mà nó thường xuyên về thưởng thức á. Nhưng mà nói chung á, mình á là thích cái gì nó độc và nó lạ. Có nghĩa là mình cũng thưởng thức nhưng mình thưởng thức cái khác thì càng tốt. Ok, mình đi. Ok. Ok. Nói chung về quan điểm tình yêu của bạn là như thế nào? Chung thủy, biết quan tâm nhau lẫn nhau. Ai thì cũng có khuyết điểm. Ừ. Yêu nhau là phải chấp nhận những khuyết điểm đó rồi thẳng thắn ngồi xuống nói chuyện với nhau. Nói không được thì nói cho đến được thì thôi. Mình có thể ôm bạn một cái không? Cảm ơn. Dạ, cảm ơn cả. Hết giờ. Dạ. Bình thường á, những cặp nào mà bấm nút xong rồi ở đây mới cho ôm hoặc là nắm tay mới cho hung ha. Còn cặp này là phạm quy, bây giờ không cho bấm nút luôn. Cái gì mà ai cho hung? Đâu rồi chị? Tự đếm, tự bấm luôn đi. Bạn đếm đi. 1 2 2,5 2,99 Ôi nhường nữa hả? Ờ 2,95 Thôi đếm luôn đi bạn. 3 Ta. Nó có một chiều à. 1 2 3 Trời ơi vậy hả? Cảm ơn. Rồi giờ nắm tay đi. Ok. Dạ không. Ôi đi. Ôi ngại. Hồi nãy là chưa cho ôm không? Thôi mình là người phụ nữ hiện đại mà. Người phụ nữ lại không có gì, không có đề gì cả. Thôi bạn chủ động trước đi nhá. Đó. Không, mình chủ động nhiều nhiều rồi mình không muốn chủ động nữa đâu. Ok, thank you. Không ngon. Sao sao? Giật giật rồi, giật rồi. Dạ rồi, em cảm ơn. Chúc mừng hai bạn. Dạ. À, thay mặt chương trình tặng cho hai bạn một cặp vé đi xem phim. Dạ, cảm ơn chị Cát Tường và anh Huyền Linh. Dạ, cảm ơn chương trình. Chúc hai bạn thật nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống nha. Dạ. Thành công cuộc sống.
Chúc mừng các bạn. Rồi, hai bạn có thể dẫn nhau đi được rồi đó.